đấy thì Christian đã căng thẳng hơn và có những câu hỏi để hỏi về vấn đề nó gọi là Node.js và liên quan đến việc nó gọi là đo 1 triệu request 1 phút. Thế thì cái này có một câu hỏi đấy, vừa lúc này có một số các bạn hỏi đó là làm sao đếm được 1 triệu request 1 phút. Thì cái này rất đơn giản thôi bạn ạ. Đây ví dụ chẳng hạn như là đây là DDB của tôi đấy, và tôi đã có hai bản ghi vào đây nha các bạn xem nhé. Đấy thì bây giờ tôi sẽ thử xem cái việc này có làm thêm bản ghi thứ tư xong này. Ok đấy, ok, đây là thêm một bản ghi nữa nhé. Thì tôi sẽ dùng một cái tool thứ ba, đó là cái tool JMeter. Cái này rất đơn giản thôi đấy, hoàn toàn có thể down về để có thể là lấy nó của Apache đấy. Thì đây là tool mà chuyên làm performance test, để ở đây chúng tôi đang trình bày đó là 1 triệu request cho 60 giây, tức là cỡ khoảng 60 chia cho 1 triệu thì bạn sẽ tính ra được là mỗi một session sẽ chạy bao nhiêu. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có những cái bản báo cáo để có thể check xem là nó có chạy được hay không, và cũng như là ra bài đây để chúng tôi chạy đấy. Thì anh em đây đã duyệt được rồi đấy, thì bây giờ anh em chỉ có chạy check thôi đấy nhé. Vâng đấy, thì tôi và cả các bạn cùng các bạn cùng check cái chỗ này, chắc là nó phải cỡ mất từ 15 60 đến 7 75 giây mất đấy. Vâng, được rồi, để tôi xem chỗ này nhé. Đây hit rồi, và đấy tôi override nó. Vâng đấy, bạn thấy chưa, đây là số lượng record đang request tới server này. Đây và error vẫn chưa có. Và đây là server response trở về đấy, nó vẫn đang phải tốt đấy. Quay trở lại database xem nào. Đây chúng nó sẽ có nhiều hơn là chắc chắn rồi. Và đấy ok rồi, ok đấy. Đây thì nhìn trên aggregate report các bạn có thể thấy rằng bây giờ đã có 34.000 rồi. Và đấy thì anh em sẽ tiếp tục chờ cho khi nào đến khi nào đến hết cho hết 1 triệu thì anh em sẽ thấy là kết quả của nó. Vâng, wow, ok. Đấy, tức là các bạn đã xem thấy rằng là bây giờ nó đã chạy được khoảng 724.000 record đưa ra, và tốc độ của nó là cỡ cái cao nhất là 1,4 giây một record. Số record mà không đưa vào được khoảng cỡ khoảng 7,7%. Đấy. Thì đây là tôi đã có lock ra được những cái record mà đã bị không lock vào được, bắt đầu từ record đấy, số 1 cho tới tận 56.000. Và số bản ghi của chúng ta bây giờ đấy cỡ khoảng tầm 702 bản ghi đấy, bucket cho tên 702 bản ghi đấy. Thì cứ như thế này thôi cho đến khi nào nó hết cho tới 1 triệu bản ghi, đến khi nào dừng lại. Và thì khi đó thì các bạn sẽ thấy rằng là tỷ lệ bị fail lẫn tỷ lệ mà 1 triệu bản ghi ra đi thì fail cũng rất là ít. Nhưng mà cái này là tôi đang chưa áp dụng dùng Q đấy, nhưng mà cũng nó đã cho những cái lượng phản hồi rất là tốt rồi. Vâng. Đấy, chỗ này đã phải lên tới tầm 1.000 bộ đâu 3.000 operation vâng trên 1 giây. Và bây giờ đang thấp dần lại. Đấy, bây giờ nó lại lên cao này. Đấy, đấy đến tận 3.000 operation trên 1 giây. Thì chứng tỏ là nó phải rất là tuyệt vời trong quá trình mà các bạn ấy nó hứng chịu record từ 1 triệu record đưa về. Vâng, chuyện đấy chuyện rất là bình thường thôi. Vâng. Đây mới gọi là sự thực của cái mà hit up cho cái database lớn ở các cái đặc trưng của cơ sở dữ liệu mà chúng ta vẫn thường hay tương tác tới.
mà làm thế nào để có ép sung cho 1 triệu bản ghi trên 1 giây trong scenario này. Đấy, vâng. 1 triệu bản ghi trong 1 phút và trong scenario này. Vâng, đấy thì đã xong 1 triệu bản ghi và bây giờ chúng ta sẽ nhìn báo cáo liên quan đến cái chuyện nó gọi là có bao nhiêu bản ghi bị fail. Vâng, đấy có khoảng 67.000 bản ghi bị fail. Nói chung là để giảm thiểu cái bản phi mà bị fail số này thì nếu mà cho đi vào thực tế thì quá trình mà session chạy như này đấy, mức độ khoảng tầm thấp nhất là 1 milli-giây và tới 1.400 milli-giây, tức là 1.4 giây trên một request, thì tôi thấy đấy là quá thỏa mãn rồi. Đấy, số xác suất bản ghi trên, và ở đây như các bạn thấy đây nó đã bị giảm tải rồi đấy, khoảng tầm 923 đấy, trừ đi 67.000 đấy thì nó sẽ còn những cái bản ghi successful. Vâng.